Lý do tại sao mình chọn máy triệt lông của Smooth Skin, mình đã từng sử dụng qua các công nghệ triệt lông ở một số thẩm mỹ viện và mình công nhận là những phương pháp đó có hiệu quả đối với lông trên cơ thể của mình. Và để có được kết quả như mình mong muốn thì mình đã phải mất tầm 4 đến 6 tháng. Tuy nhiên, kết quả đã không được duy trì lâu như cam kết của nơi mà mình sử dụng dịch vụ. Và mình phát hiện ra rằng lông cũng giống như da, tóc, móng của chúng ta đều phụ thuộc vào cơ địa. Có những người sau khi triệt lông, kết quả sẽ được duy trì rất là lâu, có khi là mãi mãi. Tuy nhiên, có những bạn cơ địa sẽ giống như mình, dù lông không quá nhiều, nhưng sau khi triệt tầm 1 đến 2 năm, lông sẽ bắt đầu quay trở lại. Đó là lý do mình quyết định mua máy triệt lông mini. Mình đã phân vân với máy triệt của rất nhiều hãng như là Panasonic, Foreo, nhưng cuối cùng thì mình đã chọn dòng máy Pure của Smooth Skin. Đơn giản là vì em này có chức năng của những dòng máy cao cấp khác, và đồng thời mình thấy em này thiết kế cũng đẹp hơn, sang hơn nữa. Máy triệt lông với công nghệ IPL, nghĩa là dùng nguồn ánh sáng trắng để tạo ra chùm sáng, tác động diện rộng lên nang lông của chúng ta, từ đó sẽ làm nang lông yếu đi, làm giảm khả năng tái sản xuất lông. Đối với lông vùng chân, tay, bụng, lưng, ngực, từ 1 đến 3 lần đầu sử dụng máy thì mình cảm thấy là lông sẽ vẫn mọc lại như bình thường, và những cái lông mọc lại đó sẽ cứng giống như là những cái lúc mà mình đã cạo mà không sử dụng máy vậy đó. Tuy nhiên, từ lần thứ 4 cho đến lần thứ 10 sử dụng máy thì mình cảm thấy lông bắt đầu mọc chậm dần đều và thưa hơn, sợi lông cũng sẽ mỏng hơn. Đối với mình thì sau 10 lần sử dụng máy, mình cảm thấy sự thay đổi khá nhiều về tốc độ lông mọc trở lại và chất lông rồi. Tuy nhiên, đó là số lần để thấy hiệu quả cho người có cơ địa lông không quá dày và nang lông không quá khỏe như mình. Còn đối với những bạn có lông rậm hơn, dày hơn và nang lông khỏe hơn một tí xíu thì có thể từ tầm 15 đến 20 lần sẽ thấy hiệu quả nha. Mình biết là giá em này khá là cao. Tuy nhiên, cùng với số tiền như vậy, ở các spa mình chỉ được triệt một vùng nhỏ. Và sau khi mình biết rằng đối với một số cơ địa lông sẽ quay lại bất cứ lúc nào sau vài năm thì mình vẫn cảm thấy là giá em này rất là hời luôn ý. Máy này mình đã mua được 1.5 năm rồi. Hộp đựng em này bao gồm một máy triệt, một túi đựng máy, một giấy hướng dẫn và hai dụng cụ để nối với máy. Nhưng mà máy email mail nhà mình phá tan nát cái hộp với cái phiếu rồi, nên mình để hình trên mạng ở đây mọi người xem đỡ nha. Đầu cắm của em này thì là cục 3 cháu, nên là mọi người nhớ sử dụng thêm đầu cắm 2 cháu để chuyển đổi nha. Đây giống cái của mình nè. À, nhưng mà mọi người đừng có để ý cái phần bị cháy màu đen đen ở phía sau nha. Bây giờ mình sẽ review vô cái phần chính của máy nè. Thân máy bằng nhựa, nặng vừa đủ, cầm rất là chắc tay luôn. Khúc này mọi người nhìn theo tay mình nha. Máy có 3 nút chính, nút bự nhất này, nút này sẽ nhấn mỗi khi triệt nha. Phía dưới có 2 nút nhỏ. Hai mặt bên máy là 2 dãy đèn LED sẽ phát sáng khi mình điều chỉnh chế độ, rất là tinh tế luôn nha. Còn đây là nơi mà ánh sáng sẽ được phát ra để loại bỏ nang lông của mình nè. Còn ở phía dưới thân máy là những cái lỗ phát tán nhiệt. Đó, mọi người thấy mình cầm vừa tay lắm luôn ý. Bây giờ mình sẽ gắm điện để máy thử hoạt động nha. Đây đây, vừa gắm điện vô là máy sẽ bật lên như vậy nè. Đèn ở phía đầu máy thực ra ở ngoài không có chớp đâu nha. Trên mặt máy sẽ có một nút to và 2 nút bé ở phía dưới. Đó, cái nút hình chiếc lá là dùng để triệt những vùng da mỏng như là vùng bikini nè, vùng nách nè. Còn nút hình đồng hồ là dùng để triệt những vùng như là tay, chân, lưng, bụng, ngực nha. Máy có 3 chế độ tương ứng với lại 3 mức đèn sáng. Đèn càng ít thì chế độ triệt càng nhẹ và tia sáng phát ra càng nhanh. Mình sẽ nhấn lặp lại cho mọi người cùng thấy nha. Đầu phát ra tia sáng để triệt lông sẽ không phát ra ánh sáng khi mà máy chưa được áp sát vào da. Như mọi người thấy thì mình có ấn bao nhiêu đi nữa thì nó cũng không phát ra tia sáng khi mà mình chưa áp vào da đâu. Nhưng mà khi triệt thì mọi người nhớ mang kính mát vào nha, vì tia sáng này rất là có hại cho mắt đó. Một điều nữa là 2-3 lần đầu khi mà mọi người triệt thì sẽ cảm thấy hơi chông chít một tí xíu nha, vì khi đó nang lông còn cứng, ánh sáng đưa vào để làm yếu nang lông sẽ gây ra sự khó chịu cho mọi người một tí xíu. Nhưng mà hả, mấy lần sau là hết à? Nhìn chung là mọi người hãy mua em máy này đi, vì nó sẽ không làm mọi người hối hận đâu. Em này vừa tiết kiệm được thời gian, tiền bạc mà còn sử dụng được mọi lúc mọi nơi luôn ấy.